mong là các bạn thích bài này. Vẫn những câu hỏi nhỏ sau bao tháng chia ly, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Em dạo này có còn xem phim một mình? Em dạo này có đồ ăn và shopping? Ngày xuân em có xuống phố không người và tán dương cỏ cây lặng thinh? Em dạo này có đi xa cuối tuần? Em dạo này có gặp Vi và Xuân? Hằng đêm em có nghe hát xa xăm từ quán ăn phù du ngoài sân? Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới, dạo này người ta có khiến em cười? Và tiền tiêu, và quần áo, và đồ chơi mới, xin nhớ cho nuông chiều làm ta lười hơn. Anh dù không muốn, tình cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm? Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm? Giờ này em đã có chồng rồi, và buồn vui, và khổ đau, và kỳ lạ mới, xin nhớ thay nuông chiều làm ta hồi xuân. Anh dù không muốn, tình cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm? Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm? Nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm? Dạo này em có đi trà đá Hồ sao ấy?